Show Don't Tell là một thủ pháp thường được dùng trong văn học và điện ảnh, mà cốt lõi của nó là thay vì kể suông đặc tính của một sự vật, sự việc bằng các tính từ hoặc là trạng từ chung chung, thì chúng ta sẽ miêu tả một cách chi tiết để người đọc và người xem có thể hình dung ra được đặc tính đó như là đang nhìn thấy được bằng chính đôi mắt của mình. Ví dụ, thay vì viết rằng là anh ấy đang tức giận, thì nhà văn sẽ viết đôi mày anh ấy trao lại, răng nghiến với nhau kèn kẹt, còn hai tay thì chống lạnh, ưỡn ngực, nâng vai, sẵn sàng đối đầu với bất cứ kẻ nào dám tỏ thái độ với mình. Chúng ta có thể thấy rằng là cả hai cách viết thì đều tường thuật lại tình huống là nhân vật đang tức giận, nhưng rõ ràng là cách thứ hai sẽ mang lại cho độc giả cảm giác trực quan và dễ nhập tâm vào câu chuyện hơn. Bằng cách miêu tả cử chỉ của nhân vật thì tác giả không chỉ thể hiện nội dung là anh ta đang tức giận, mà còn ngầm thể hiện thêm là anh ta có vẻ là một người bộc trực, không ngán bạo lực. Trong nghệ thuật thì là vậy, còn đối với việc ghi chép thì thủ pháp Show Don't Tell cũng sẽ giúp cho những thông tin thô trở nên rõ ràng và lập tức dễ dàng áp dụng vào trong thực tế. Trăm chữ không bằng một bảng tính, trăm bảng tính thì không bằng một biểu đồ. Trong ví dụ dưới đây thì mình sẽ lấy một nguyên tắc trong nỗ lực đã được đúc kết bởi những người thành công để áp dụng cho việc tiết kiệm. Mỗi ngày chỉ cần tiết kiệm nhiều hơn 1% thì chỉ sau một tháng bạn sẽ đạt kết quả lên đến hơn 200% so với việc không nỗ lực thêm 1% mỗi ngày. Nếu chỉ nghe qua câu nói ở trên thôi thì bạn nghĩ là mình sẽ tin và kiên trì thêm 1% mỗi ngày trong bao lâu? Ok, giờ không nói suông nữa mà chúng ta hãy nhìn vào bảng tính dưới đây nhé. Sao, trông thuyết phục hơn rồi đúng không? Nhưng nếu mà bạn vẫn có thể nghĩ rằng là tại sao phải cố gắng thêm 1% mỗi ngày làm gì? Cứ duy trì nỗ lực bằng với ngày đầu tiên thì cũng tạo ra kết quả rồi mà. Ừ thì đúng là như vậy. Nhưng có điều là bạn hãy nhìn vào sự khác biệt giữa việc mà bạn cố thêm 1% và bạn không cố thêm 1% như thế nào qua cái biểu đồ dưới đây nhé. Sao? Giờ bạn thấy thế nào? Đã thấy muốn nỗ lực thêm 1% mỗi ngày chưa? Tôi tin là có. Không chỉ vậy, chắc hẳn là bạn còn hình dung ra được rõ ràng hơn rằng tiền trong ống heo của mình đã gia tăng ra sao qua từng ngày. Và đó, thủ pháp Show Don't Tell đã phát huy tác dụng rồi. Có thể thấy rằng biểu đồ thì trông gọn gàng hơn so với bảng tính, nhưng nó lại thể hiện thêm cho bạn thấy rằng là rõ ràng cái lượng tiền chênh lệch giữa khi không cố gắng và cố gắng là rất lớn. Ở đây, mình muốn nhấn mạnh rằng là show more không phải là viết nhiều hơn, mà là truyền đạt nhiều hơn. Một bản ghi chép chỉ tell, not show là khi nội dung của bản ghi chép hoàn toàn chỉ là những thông tin thô, là những lý thuyết, khái niệm, công thức mà phần lớn đều là ghi chép nguyên si lời giảng của giáo viên hoặc là bê nguyên từ bảng và trong vở. Hầu hết thì chúng ta sau khi ghi chép như vậy thì thường sẽ chả buồn xem lại vở nữa, trừ khi là gần đến kỳ kiểm tra. Bên cạnh đó thì thậm chí là khi mà bạn dở cái quyển vở ra, bạn còn chẳng hiểu nổi là bạn viết cái gì trong đấy nữa. Một ví dụ rất rõ ràng mà mình tin rằng cũng không ít người có chung trải nghiệm giống mình, đó là những vở toán, vở hóa, vở lý năm cấp 3. Đến khi mà lên đại học rồi, mình mở ra, what the hell, chả hiểu ngày xưa tại sao mình có thể hiểu được cái đống này. Tương tự với vở toán năm cấp 3, thì khi mình nhìn lại những tài liệu học tập ngày trước, thì có vẻ như là phần lớn nội dung của mình đều chỉ là theo. Và đó là lý do mà mình chẳng bao giờ có hứng thú với việc đọc lại những bài đã ghi. Và thật thà mà nói thì lên lớp 12, mình thậm chí còn chả ghi chép gì nhiều nữa. Điều nguy hiểm nhất của việc ghi chép kiểu tell not show chính là nó mang lại cho bạn sự ảo tưởng rằng là bạn thực sự có kiến thức sau khi ghi chép, nhưng thực sự thì bạn chả có đâu. Bạn chỉ đang thụ động tương tác với thông tin nhận được từ giáo viên, và nếu như không tìm cách để show nó ra thì lượng thông tin ấy mãi mãi chỉ là kiến thức của người khác. Cứ tiếp tục ghi chép theo cách này thì cho đến một lúc nào đó hầu hết thì chúng ta đều thốt lên rằng ôi dào, học mấy cái này xong chả áp dụng được gì. Vì bây giờ cái quyển vở của bạn hoàn toàn lưu trữ kiến thức của người khác, chứ không phải là kiến thức của bạn. Học xong thì trả hết cho thầy, thật ra là do như vậy đấy. Khác với tell thì show nhiều hơn khi ghi chép sẽ giúp bạn biến kiến thức của người khác thành kiến thức của chính mình. Nhờ vậy mà thông tin trở nên thực tế hơn đối với bạn, rõ ràng hơn đối với bạn và thu hút hơn đối với bạn. Tất cả đều là đối với bạn, vì giờ nó là kiến thức của bạn. Vậy thì làm thế nào để show nhiều hơn? Để có thể show ra được sự tức giận đấy, bạn phải biết về ngôn ngữ cơ thể,
bạn phải biết được sự khác biệt trong bộc lộ cảm xúc giữa nam và nữ. Tương tự như vậy, để có thể show nhiều hơn trong bản ghi chép, thì bạn cần hiểu sâu và rõ ràng hơn về những gì mà mình đang được giáo viên truyền đạt. Đây là một số cách để đạt được điều đó. Thứ nhất, liên tục tương tác với giáo viên về những gì mà mình không hiểu. Những câu hỏi đặt ra nên càng cá nhân thì càng tốt. Thứ hai, đối với kiến thức mà bạn vừa nghe được, hãy thử hình dung xem là liệu có tình huống nào ngoài đời thực mà bạn đang cần đến nó hay không. Chẳng hạn, liệu bạn có thể sử dụng lưu đồ trong môn tin học lớp 11 vào việc ghi chép công thức nấu ăn hay không? Thứ ba, thay vì ghi chép ví dụ của thầy cô, thì hãy biến những ví dụ của thầy cô đưa ra thành ví dụ dựa trên trải nghiệm của chính bạn. Thứ tư, nếu như bạn chưa hiểu, thì đừng trông đợi quá nhiều vào bản ghi chép ngay lúc đó của bạn. Hãy ghi chép một bản khác khi bạn đã thực sự hiểu những gì mình vừa tiếp thu. Tóm lại thì tell hay là kể suông không phải là một cách trình bày tệ, nhưng nếu muốn tiến xa hơn nữa trong những gì mà bạn đã bỏ công sức ra nghiên cứu, thì tốt nhất hãy tìm cách để chứng tỏ, show nó ra. Hy vọng là các bạn sẽ thích nội dung lần này. Và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.